Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, nó đang vô nè. Vậy là cái tool này mình bypass hello á, là đăng nhập iCloud bình thường hết nha các bạn. Giờ mình đặt cho nó một cái mật khẩu màn hình, rồi mình khó tắt máy khởi động lại. Coi thử cái tool này nó có bị văng á tít giống như những cái tool khác hay không à. Rồi mình đặt mật khẩu xong rồi nè, 6 con số 2, để mình bấm lại coi. Ok ha. Giờ mình reboot cái máy lại. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận cuộc khách cái máy này nó bị không tự kích hoạt nè các bạn. Máy này iPhone 6s Plus thôi ha. Tình trạng không tự kích hoạt là các bạn biết sao không? Tại vì số IMEI nó mất nè. Mình nhìn mình thấy cái số series không à. Giờ mình ghim vô máy tính đó, mình coi từ nó iOS máy ha. Rồi tiến hành mình chia sẻ với anh em cái cách mình bypass nó nha các bạn. Máy này 6s Plus nè, iOS 15.8.2 khá là cao ha. Số IMEI các bạn đã thấy trên màn hình là nó đã mất nha. Tiếp tục hôm nay mình làm cái tool 007 free nè các bạn. Cái tool này mình chia sẻ trên kênh nó cũng khá là nhiều. Ví dụ video này là làm mật khẩu nè, passcode nè. Các bạn làm nếu máy passcode thì làm ô passcode, máy mình là hello. Mình tập trung mình làm cái ô là bypass hello nha các bạn. Các bạn nhớ giúp mình nha. Thì để mình kiểm tra coi thử driver nhận đầy đủ chưa. Tiến hành mình bypass cái con này. Máy mắc IMEI, màn hình hello. Đầu tiên là mình phải cho cái tool nó nhận cái máy trước nè. Các bạn bấm vô check device là nó sẽ đọc qua cái máy của mình một lượt. Khi mà nó đọc qua cái máy là nó báo là đã nhận cái máy ở chế độ bình thường nè. Thì các bạn làm hello thì đầu tiên mình phải backup cái file hello nha. Nói hôm nay dễ hiểu là mình tạo một cái file arti cho nó ở màn hình hello nha. Này là bypass get hello mà không có cần đổi số series. Các bạn bấm vô rồi các bạn đợi cái tool cho nó get cái file hello của mình nè. Rồi nó get thành công nè, giống như nó backup cái file hello á các bạn. Các bạn làm hello thì nhớ nha. Rồi nó get thành công, ok nè. Tiến hành mình boot Ramdisk rồi mình rt hello thôi. Trước khi boot Ramdisk á thì mình phải vô chế độ bonus cho nó. Rồi tới công chuyện này. Thì vô bonus bằng cách nào thì trước mắt các bạn phải đưa cái máy vô DFU rồi mình mới vô chế độ bonus được. Chế độ bonus đó là chế độ DFU đặc biệt nha các bạn. Các bạn cứ nghĩ là vậy ha. Thì giờ mình trước mắt mình đưa cho nó vô DFU trước nè. Mình vô theo tool nha các bạn. Này phím home mềm thì bấm nút nguồn với lại phím home. Rồi các bạn nhịp nhẹ buông nguồn giữ home. Ô số 3 mà nó sẽ đếm ngược từ 9 giây trở về 0 thì các bạn buông phím nguồn được ha. Rồi vẫn giữ phím home là máy sẽ vô chế độ DFU. Cái này khá là đơn giản, các bạn nào chưa rành thì lên Google tìm hiểu giúp mình nha. Khi vô chế độ DFU nè thì nó kêu mình bấm vô check device để vô chế độ bonus DFU nha các bạn. Rồi đợi cho cái tool nó đọc qua cái máy. Thường thường là cái tool nó tự động vô chế độ bonus cho mình luôn nha. Nếu các bạn vô DFU á, tool nó sẽ tự động nó vô chế độ bonus luôn. Khi này driver nó sẽ tự động cài cho mình. Các bạn đợi cho nó chạy ha. Cái này tool này thì hiện tại thì không cần đăng ký exit luôn các bạn. Các bạn cứ tải tool về các bạn chạy thôi. Nó hỗ trợ từ iPhone 6 cho đến iPhone X luôn nha. Rồi lúc này là cái tool đó nó đang vô chế độ bonus nè. Các bạn cứ đợi nha. Cái bước này nó cũng hơi lâu á, thì mình cứ đợi cho nó chạy đi, không có cần làm gì đâu các bạn. Chế độ bonus á là màn hình nó đen ha. Rồi vô bonus thành công nè, như vậy thôi. Rồi mình boot Ramdisk, nhưng mà các bạn để ý nha, từ từ mình boot nha. Driver mình nhìn mình thấy nó bị sai kìa. Các bạn thấy không, mình boot là nó sẽ bị lỗi ha. Mình sẽ gỡ cái driver DFU này đi. Các bạn nhớ gỡ luôn nha, gỡ sạch luôn đi, chứ đừng gỡ chuyển xuống driver USB. Khi gỡ là BioTool nó không có nhận cái máy nè. Các bạn làm mới lại, refresh trên cái device manager là cái máy nó sẽ nhận dạng ở tình trạng DFU lại ha. Tiến hành các bạn boot Ramdisk thôi. Các bạn máy bạn iOS máy thì mình chọn đúng iOS mình boot. Rồi khi này mình đợi khá là lâu nè, nó bắt đầu tải cái file trên server về rồi bắt đầu nó giải nén nó chạy cho mình ha. Thì khi chờ cho nó tải mình có nói sơ qua là kênh của mình làm những cái thủ thuật hay là bypass gì đó hỗ trợ những anh em nào mà chưa có rành ha. Còn các bạn nào mà thợ thầy rành quá thì bỏ qua nha. Với lại cái kênh mình là mình không có bán tool hoặc là không có quảng cáo bất kỳ một cái tool này nha các bạn. Các bạn để ý cho mình nha, chứ để mất công rồi các bạn nói tool này bán bao nhiêu đồ này kia là mình không có bán nha. Các bạn coi để ý nha các bạn. Rồi sau khi tải về thì cái tool đó nó sẽ boot RAM disk cho cái máy mình hả. Các bạn cứ đợi thôi. Hiện tại cái này nó đang boot nè, chuẩn bị SSH thành công nha các bạn. Mời để. Rồi những cái lệnh bongo trên cái điện thoại nó sẽ chạy. Cái này thì 007 mình làm trên kênh khá là nhiều á, mà hầu như mình làm batchcode á. Hôm nay mình làm cái máy nó bị màn hình hello nè, cho các bạn xem ha. Các bạn nếu gặp những cái máy như vậy thì mình cứ làm theo cách này thì ok nha các bạn. Rồi SSH thành công nè. Quá chuẩn luôn. Rồi giờ tiến hành á, mình ba bát hello thôi. Các bạn bấm vô, tool nó tự động nó làm. Rồi test chức năng các bạn đăng nhập iCloud hay là khóa mật khẩu màn hình gì đó. Mình thấy có bạn trên kênh hỏi á, thì mình làm cái tool này mình test cho bạn đó luôn ha. Thì anh em có thấy video hay á thì like, đăng ký ủng hộ kênh nha. Bước này thì mình cứ đợi cho cái tool nó active thôi. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, nó active nè. Rồi báo đòn máy của bạn đã active thành công. Rồi lúc này mình đợi cái máy nó khởi động lên. Rồi các bạn test gì test ha. Nói chung các bạn làm đúng chuẩn là được rồi. Máy mình hello thì mình làm bên phần hello, batchcode thì mình làm bên phần batchcode, nó vậy thôi. Rồi trên tool báo nè, máy đã active thành công nha các bạn. Nhiều lúc các bạn có những cái máy lock hay là máy mất backband hay là mất IMEI á, mình bypass mình dùng wifi để quay phim, chụp hình, làm clip rồi chơi cũng có lý lắm nha các bạn. Hiện tại thì bypass hello á, màn hình hello nhưng mà full nghe gọi, giá nó cũng mềm rồi nha. Các bạn có làm á thì liên hệ với mình ủng hộ mình ha. Giờ mình nhập thử cái iCloud vô nè, coi thử nó có cho nhập nha các bạn. Rồi mình cứ đợi cho nó nhập đi. Các bạn kết nối wifi nó mạnh xíu. A few moments later. Rồi mình đợi cho nó coi thử đăng ký vô wifi iCloud thành công nè. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, nó đang vô nè. Vậy là cái tool này mình bypass hello á, là đăng nhập iCloud bình thường hết nha các bạn. Giờ mình đặt cho nó một cái mật khẩu màn hình, rồi mình khó tắt máy khởi động lại, coi thử cái tool này nó có bị văng active giống như những cái tool khác hay không ha. Đéo tin. Rồi mình đặt mật khẩu xong rồi nè, 6 con số 2. Để mình bấm lại coi. Ok ha. Giờ mình reboot cái máy lại, coi thử nó có lên bình thường không, hay là nó bị vang hello giống như mấy cái tool kia các bạn nói ha. Thì nói chung mình có thời gian rảnh á, những cái máy này của khách á, mình làm video mình chia sẻ với anh em luôn. Còn mình cũng dành thời gian mình làm offline nha các bạn. Rồi ngon lành nè các bạn, nó không có bị vang ha. Rồi các bạn có những cái con máy như vậy thì các bạn cứ lấy tool này ra các bạn làm thôi. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.